vợ chồng hay nhớ nắm tay nhau bên nhau ngát hương đời, cho ngày mới thơm bừng hương hoa, yêu thương mãi đong đầy. Nơi gia đình sang khoái không âu lo, có nhau thôi sẽ thơm như muộn phiền, cho ngày mới cả nhà thương nhau, yêu thương mãi đong đầy. Giờ đây lời ca vang xa. Cảm ơn nhãn hàng xốp trắng sạch thơm hết sảy, xử gọn hết việc nhà, đã đồng hành cùng với chúng tôi. Tại Nghĩa xin gửi lời chào đến bà con cô bác đang đến với chương trình Vợ Tôi Là Số 1. Và cảm ơn nhà hàng xốp trắng sạch thơm hết sảy, xử gọn hết việc nhà, đã đồng hành cùng với chúng tôi. Và thưa bà con, hàng tuần vào lúc 20:30 tối Chủ nhật thì chúng ta lại gặp nhau trong chương trình này. Và qua mỗi số phát sóng thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều tình cảm, sự yêu thương của quý vị khán giả, đặc biệt là với các bà nội trợ, các chị em phụ nữ. Đến với chương trình không phải chỉ là có thêm những cái kỷ niệm vui cùng với ông xã của mình, mà qua đó còn có thêm rất nhiều những kinh nghiệm, những kiến thức bổ ích để cho cái việc chăm sóc gia đình của mình ngày càng tốt hơn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ với ba gia đình đến từ những tỉnh thành khác nhau. Hãy cùng chào đón gia đình số 1. Ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng. Hai dừng chân ghé quán em đây bán trái sầu riêng, nhưng em không bán tình duyên. Dạ xin chào MC Đại Nghĩa, chào chương trình Vợ Tôi Là Số 1, chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Hồng Linh, em đến từ Vĩnh Long, vùng đất địa linh sinh nhân kiệt, nơi quê hương em có rất nhiều cây lành trái ngọt và người dân thân thiện. Hiện tại em đang giảng dạy ở Đại học Vĩnh Long và đây là ông xã của em, anh Đăng Khoa. Xin chào chương trình Vợ Tôi Là Số 1. Em tên là Phan Quang Đăng Khoa, em đến từ Vĩnh Long. Gia đình em có hai bé, bé lớn thì 9 tuổi, bé nhỏ thì được 9 tháng. Em đến với chương trình thì em muốn học hỏi thêm kinh nghiệm về xây dựng tổ ấm gia đình. Mong quý vị khán giả cổ vũ cho gia đình em cũng như gia đình hai bạn cùng chơi ạ. Hình như rung phải không? Thấy đứng nói dạ, mà thở hổn hển luôn vậy đó. Rồi bên đây cầm cái trái sầu riêng nãy giờ mỏi chưa? Dạ, mỏi. Mỏi quá đưa cho ông chồng ông cầm giùm cho. Dạ. Rồi không biết ai suối tự nhiên ra hát ai bán sầu riêng rồi giác theo trái sầu riêng chứ nó mỏi tay ghê không? Dạ thưa anh Đại Nghĩa, là tại vì hai vợ chồng em quen nhau là có cái kỷ niệm gắn liền với trái sầu riêng. Thành ra đây là cái loại trái cây mà cả gia đình em cùng thích. Vậy thì kể cho mọi người nghe thử xem cái trái sầu riêng này nó liên quan tới cái kỷ niệm nào của hai vợ chồng em? Dạ thưa anh Đại Nghĩa, là cái lúc hai vợ chồng quen nhau á là hai chồng đều bận, em đi dạy còn ảnh thì đi làm, không có thời gian để mà đi chơi với nhau. Thì bữa nọ em mới rủ ảnh đi chơi, cái chạy trên đường cái em muốn ăn trái cây mà em không thấy người ta bán cái gì hết trơn, cái chạy gần tới Bình Minh cái em thấy người ta bán sầu riêng ngon quá, cái dừng lại mua trái sầu riêng, cái hai đứa dắt nhau qua bên Đại học Cần Thơ ngồi ăn hết trái sầu riêng, nhìn nhau cười chạy về. Rồi ngày hôm nay là sắm trái sầu riêng mang tới với chương trình, và bây giờ chúng ta sẽ chào đón gia đình số 2. Về lại Trà Ôn mênh mông sông nước hữu tình, đồng lúa mực xanh, vườn cây xa trái xum xê. Tình thương thiết tha, người dân chân chất thật thà, đẹp rạng ngời chiếc áo bà ba, làm bồi hồi du khách phương xa. Em xin chào chương trình Vợ Tôi Là Số 1. Em xin chào anh Đại Nghĩa Dễ Thương. Em xin chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Kim Hường, chồng em là Quỳnh Quốc. Hai đứa em đến từ huyện Trà Ôn, Vĩnh Long. Hôm nay vợ chồng em tham gia chương trình Vợ Tôi Là Số 1 với niềm vui và muốn trải nghiệm mới. Xin nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị khán giả dành cho em. Hôm nay em đến với chương trình Vợ Tôi Là Số 1 á, thì không có gì hơn thì ở nhà em có trồng được mấy con cam. Em đến đây á, đem trái cam để giới thiệu với mọi người cũng như là đặc sản của quê hương Trà Ôn, Vĩnh Long của em. Em xin cảm ơn. Anh về Vĩnh Long thường lắm. Anh thấy dưới Vĩnh Long người ta trồng cam rất là nhiều. Em là trồng cam ở nhà hay là công việc nào khác nữa? Dạ em thì là nhân viên trạm y tế. Ngày hành chánh thì em đi làm, còn về thì thứ bảy chủ nhật thì em lo cho vườn cam. Dạ hiện tại vợ chồng em đang cấn bầu đứa đầu tiên. Wow, dạ. Đang có em bé mà là đứa đầu tiên đúng dạ. không? Rồi trước tiên là gửi lời chúc mừng đến em nha. Dạ, và cảm ơn hai vợ chồng đã đến với chương trình Vợ Tôi Là Số 1 ngày hôm nay. Cảm ơn các em. Và tiếp theo chúng ta sẽ gặp gỡ với gia đình số 3. Chồng ơi anh đâu rồi, xong chưa? Tới lượt mình rồi. Miệng đi mổ rồi vợ ơi. Ủa, nhà thứ ba ra đơn giản vậy đó hả? Dạ.
Ủa rồi không có trái gì cầm theo hả em? Dạ tại hai vợ chồng em đều làm ngành y nên không có trái gì đem theo hết. Rồi hai em giới thiệu về mình đi nào. Dạ em chào anh Đại Nghĩa, chào anh chị cùng chơi và chào quý khán giả, chào ban tổ chức chương trình. Em là Thùy, là điều dưỡng viên tại trung tâm tiêm chủng VNVC. Lẽ ra cầm cống chích ra làm đúng cái công việc của mình luôn. Dạ. Rồi gì nữa em? Hôm nay tụi em đến chương trình chủ yếu là vui là chính, với lại học hỏi kinh nghiệm từ chương trình là 10. Dạ. Dạ, em chào anh Đại Nghĩa, chào hai gia đình cùng chơi và quý vị khán giả. Em là Tú, năm nay em 30 tuổi. Em cũng làm nhân viên y tế, hiện đang công tác tại Vĩnh Long. Em thì quê gốc ấy, thì em Quảng Trị vô đây. Dạ, rồi vô đây gặp vợ rồi mới lập gia đình. Em vô đây bao nhiêu năm rồi? Dạ, em vô đây hơn 8 năm rồi. Hơn 8 năm là vô đây rồi mới gặp Thùy đúng không? Dạ, đúng ạ. Nhà mình có mấy cháu rồi? Dạ, em thì có một bé 4 tuổi, với lại có một em đang ở trong bụng. À, vậy là một bé 4 tuổi và một bé đang trong bụng mẹ. Dạ. Như vậy là ngày hôm nay mình có hai gia đình đang có niềm vui là hai bà mẹ với là những thiên thần nhỏ đang còn ở trong bụng của mình. Chắc chắn đây là một cái kỷ niệm rất đáng nhớ với gia đình của chúng ta. Cảm ơn các bạn nha. Và bây giờ thì mời các bạn về vị trí để bước vào vòng thi đầu tiên, vòng thi mang tên Dấu ấn kỷ niệm. Ở vòng thi đầu tiên chúng ta sẽ có 3 câu hỏi cho mỗi gia đình. Và một câu mà các bạn trả lời trùng khớp với nhau thì các bạn sẽ có được 500 điểm nha. Gia đình số 1, gia đình của Hồng Linh và Đăng Khoa. Mời hai bạn xem hình. Hình ảnh một chiếc laptop. Cái laptop này chồng tặng vợ vào năm nào? Tặng trong dịp nào? Và từ đó đến nay thì cái món quà nào chồng tặng mà vợ thích nhất? Mình nhìn cái laptop này thì mình thấy cũng khá cũ. Chắc là tặng cũng lâu rồi. Dạ xong. Rồi mời Khoa. Tặng vào năm 2010, vào cái dịp là tháng lương đầu tiên. Yeah. À, lúc đó là hết bao nhiêu phần trăm trong cái tháng lương đó của mình em để mua cái laptop này? Dạ yeah, là khoảng 6 triệu đồng ạ, hết tháng lương ạ. Mà lúc này là mình cưới nhau chưa vậy? Dạ yeah, chưa. Rồi lúc đó tặng hết cái tháng lương của mình xong rồi, trong tháng đó mình xài cái gì? Dạ yeah, xin mẹ. Xin mẹ, gan thiệt luôn á. Rồi, từ đó đến nay món quà nào chồng tặng mà vợ thích nhất? Là cái laptop này luôn á. Dạ. Có ý định mua tặng vợ cái mới chưa? Dạ cũng có ý định á. Vậy cái tháng lương tiếp theo nên làm chuyện đó đi em. Rồi giờ cho anh coi đáp án của em coi. Dạ thưa anh Đại Nghĩa, là câu số 1 là laptop tặng năm 2010. Lúc đó mới quen nhau có mấy tháng thôi. Dạ tại vì ông xã em, ông thấy em là giống như là đi dạy mà không có laptop á. Nên là ông xã em mới tặng. Trời ơi, là lúc em xúc động không? Dạ rất là xúc động. Đến giờ vẫn còn xúc động luôn á hả? Dạ, là câu số 3 là từ đó đến nay là em cảm thấy là chỉ có cái laptop thôi chứ không có món quà nào khác mà em thích nữa hết. Dạ. Mà từ đó đến nay ổng có tặng thêm món quà nào khác nữa không? Dạ thưa Đại Nghĩa là không, bởi vì thì em giữ hết trơn rồi. Cái vấn đề là cái chỗ đó, nhà mình có 3 câu trùng khớp với nhau, 1.500 điểm. Gia đình số 2, hình đi chơi ha. Ở hình 1, hai vợ chồng chụp trong chuyến du lịch ở đâu? Chuyến du lịch ở hình 2 có kỷ niệm gì đáng nhớ? Chuyến đi ở hình 1 và hình 2 cách nhau mấy năm? Trời ơi, vụ này khó. Dạ xong ạ. Mời Hương. Hình 1 là hai vợ chồng chụp ở đâu? Phan Thiết. Dạ ở Phan Thiết ạ. Chuyến du lịch ở hình 2 có kỷ niệm gì? Dạ sau chuyến du lịch thì vợ chồng em có tin vui, có bé ạ. Là có bé, là đang giờ đó phải không? Dạ. Vậy là cái chuyến đi này là mới đây thôi. Dạ đúng rồi ạ. Là ở đâu vậy? Dạ ở Phú Quốc ạ, giữa tháng 7 ạ. Rồi câu số 3, hình 1 và hình 2 cách nhau 6 dạ, năm. Dạ 6 năm ạ. Rồi cảm ơn em. Còn Quốc, Phan Thiết là hình 1 đúng không em? Dạ. Hình số 2, kỷ niệm đáng nhớ là về vợ của em bé. Dạ. Sau 5 năm mới có mà đúng không? Dạ. Đó là câu trả lời của em ở câu số 3 đúng không? Dạ. 3 câu trùng khớp với nhau 1.500 điểm. Gia đình số 3, Trường Thùy và Hữu Tú. Mời các em xem hình. Trời ơi, đồng phục gia đình luôn. Hai hình này gia đình mình chụp lúc con gái bao nhiêu tuổi? Chuyến đi này có điều gì đặc biệt? Sau chuyến đi này thì gia đình mình còn chuyến đi phượt nào nữa không? Anh coi đáp án của em trước nè. Hai hình này gia đình mình chụp lúc con gái được 2 tuổi. Lần đầu. Dạ lần đầu cùng đi du lịch biển ở xa mà bằng xe máy. À dạ. Lúc này là cả nhà mình chở nhau bằng xe máy đi hả? Dạ. Mà đi ở đâu lần em? Dạ đi ở Nam Du anh. Rồi sau chuyến đi này thì không có cái chuyến đi nào khác
bằng xe máy vậy nữa. Dạ. Tú, câu trả lời của em là gì? Dạ thì hình này chụp cách đây 2 năm anh. Chuyến đặc biệt thì cái đó thì ngay dịp mùng 2 tháng 9 lần đầu tiên thì gia đình em cũng đi phượt với một gia đình bạn thân nữa. Nhà mình cũng có 3 câu trả lời trùng khớp với nhau, 1.500 điểm. Và ở vòng thi đầu tiên này thì cả 3 gia đình có điểm số ngang nhau, cho nên là các bạn đều sẽ có cơ hội chọn một con số để tìm cho mình một phần quà may mắn nha. Em chọn số mấy nào Linh? Em chọn số 4 vì nó trùng ngày sinh của em. À, mở ô số 4. Có quà, một cái nồi chiên không dầu. Trùng ngày sinh nó may mắn vậy đó. Mời em Hương. Dạ, em chọn số 2 ạ. Có trùng ngày sinh em không? Dạ, em thứ 2 ở trong nhà. À, thứ 2 trong nhà. Một cái bình thủy điện. Thủy. Dạ, em chọn số 3. Tại vì gia đình em hiện tại là có 3 thành viên. Trời ơi, hay quá, có quà luôn. Một cái quạt máy. Điểm số của cả 3 gia đình như sau: Hồng Linh, Kim Hường và Trường Thùy, mỗi nhà đều có 1.500 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ 2. Vòng thi mang tên Tâm Đầu Ý Hợp. Và vòng này thì gia đình của Hường sẽ thi trước, Quốc sẽ diễn tả cho vợ để vợ đoán nha. Dạ. Mời em nhìn lên màn hình. Phần quà của nhà tài trợ shop: chủ đề ca hát. Nãy mới bước ra thôi, thấy hai vợ chồng song ca ăn ý quá trời luôn. Thời gian dành cho em bắt đầu. Có 2 từ. Em thích anh ở cái gì? Giọng nói. À, rồi cái từ đầu tiên là hàng Việt Nam, cái gì cao? Chất. À. Chất giọng. Rồi. Từ thứ hai có 2 từ. Cái lo nó sẽ phát ra cái gì? Âm thanh. Bolero là một thể trữ tình. Đó, nhạc trữ tình. Đúng rồi. Dạ. Đây là tựa một bài hát. Mấy từ? 4 từ. Bài gì? Từ đầu tiên á là đồng nghĩa với từ yêu. Yêu thương. À, từ cuối á là dạng như ngày, tháng rồi tới năm. Ừ. Thương hoài ngàn năm. À. Ừ, đúng rồi. Rồi. Từ cuối cùng có 2 chữ. Giống như cái hồi nãy á, nhạc trữ tình rồi nó dạng như mình phát ra không phải là âm thanh mà nghe nó du dương vậy, nó kêu bằng cái gì du dương? À, giai điệu. Trời ơi hay quá luôn. Ông chồng không có khả năng ca hát, ông mê hát. Bà vợ chắc cũng mê ông chồng gì điều đó, cho nên rất là hiểu nhau trong cái chủ đề này ha. Cả 5 từ khóa mình giải mã được hết, 2.500 điểm. Mời gia đình tiếp theo, Trường Thùy và Hữu Tú. Mời em xem chủ đề. Chủ đề chăm sóc sức khỏe gia đình. Thời gian dành cho em bắt đầu. Người ta nói muốn ăn ngon thì phải sao? Có 2 từ. Ăn ngon thì nhà gì thì mát, bát gì thì ngon. Nhà sạch. Đúng rồi. Sạch sẽ. Đúng. À, trái nghĩa với từ sai. Đúng. Có 2 từ. Từ thứ hai là mình làm cái gì đó thì gọi là cái gì? Cái từ đầu ghép với từ thứ hai, mình làm cái gì đó mà muốn đạt kết quả thì phải gọi là gì? Đạt kết quả tốt. Đúng cách. Đúng. À, muốn con khỏe mình thì mình phải cho con ăn uống đủ gì? Đủ chất. Đồng nghĩa với từ chất. Dinh dưỡng. À, đúng. À, có 3 chữ. Anh muốn em khỏe mình thì anh phải làm gì? Tập thể thao. Đúng. À, có 4 từ. Mình suy nghĩ gì để mình sống tốt? Trùng khớp thì quá rồi. Bị dính cái từ sống. Dạ. Rồi, nhà mình cũng được 4 từ, 2.000 điểm. Chúc mừng em. Mời gia đình số 1. Gia đình của Hồng Linh. Mời em nhìn lên màn hình để xem chủ đề nha. Phần quà của nhà tài trợ shop: chủ đề sở thích. Thời gian bắt đầu. Có 2 từ. À, cuối tuần thì mình thường dẫn Sucam làm gì? Đi siêu thị. Đúng từ đầu. Trò chấm chấm dân gian. Ô quan lại kia vậy đó. Đi chơi. Đúng rồi. Có 3 từ. Tối thì em bắt Sucam phải làm gì? Trên học cư... bài. Không. A, B, C. Đọc. Đúng rồi. Cái gì chấm chấm cổ tích? Đọc chuyện. Rồi còn từ nữa. Đọc chuyện. Bức gì? Bức gì? Đọc chuyện tranh. Đúng rồi. Có 4 từ. Tết Trung Thu thì gia đình mình làm gì? 5-6 người làm gì lại? Sum họp. Không, gần như vậy đó. Quay quần. Đúng rồi, chứ. Còn nữa, em với anh ngồi cạnh. Gọi quay là quần gì? Quanh nhau. Đúng rồi, có 2 từ. Đọc đầu năm học mới thì Sucam kêu mẹ ơi mua. Tập. Rồi đúng rồi, chấm chấm cái gì đó, thôi bỏ qua đi.
chấm chấm cái gì đó, thôi bỏ qua đi. Em hay ngồi trên laptop em làm gì? Em tìm kiếm, tìm hoài gọi là hành động, nó gọi là gì? À, thí dụ như em xuống ruộng, em xuống lúa, em tìm cua, tìm cá, gọi là cái gì? Bắt. Không, giống như vậy đó, chụp. Đúng rồi. Ráp lại. Mày mò. Đúng rồi. Có không? Có hai từ, từ cuối là giống như cái quyển không? Cái quyển sách gì đó mình gọi là gì? Tụ tập. Đúng rồi, em thích gì? Tem, em thích tìm kiếm gì? Tranh gì, ảnh gì, xe hơi gì đó gọi nhiều là cái gì? Cái giống giống nhau mình. Bộ chấm chấm. Sưu tập. Đúng rồi. Trời đúng rồi. Cái này là bệnh nghề nghiệp nè. Đó, cô giáo giảng bài đó. Học sinh, sinh viên mà vừa trả lời được. Đúng rồi, 10 điểm, đúng rồi. Đó, 5 từ khóa, 2.500 điểm. Chúc mừng em. Ở vòng thi này, gia đình số 1 và số 2, các bạn đã giải mã được cả 5 từ khóa. Cho nên là hai bạn sẽ được chọn một ô để mở quà nha. Đầu tiên là Hương. Dạ, em chọn số 6 ạ. Số 6, mở quà. Chúc bạn may mắn lần sau. Mời Linh. Em vẫn chọn số 4, gì đó cũng là ngày sinh của ông xã em. Trời ơi, dám có thêm phần quà nữa lắm ạ. Chúc ông xã may mắn lần sau nha. Điểm số của ba gia đình như sau: Hồng Linh 4.000 điểm, Kim Hường 4.000 điểm và Trường Thùy 3.500 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng thi thứ ba, tổ ấm gia đình. Và vòng này chúng tôi có một thử thách mang tên là thử tài trí nhớ. Chúng tôi sẽ có những cái đoạn clip để phát lên trên màn hình ở đây và các gia đình sẽ xem nhớ những cái chi tiết trong đoạn clip đó. Sau đó sẽ có những câu hỏi liên quan. Nhà nào mà trả lời đúng được nhiều câu nhất thì chắc chắn là nhà đó sẽ có điểm cao nhất ở vòng thi này nha. Và bây giờ mời các bạn xem đoạn clip. Bây giờ mình học tiếp hay dễ ta? Khó nghĩ quá. Dễ nè. Học nè, dễ nè, học nè, dễ nè, học nè. Ôi, phải học tiếp rồi. Em mà khoan, hay là mình kết hợp lại hai cái đi. 3 x 4 bằng 12. Số 1 mình vẽ cây cờ. Số 2 mình vẽ con vịt. Bức tranh này đẹp hơn. Cho nên bài kiểm tra rồi. Con tập trung để làm bài toán. Thôi, không có gì đâu mà căng thẳng. Ba thấy 8 điểm rưỡi là cũng cao lắm chứ bộ. Với lại á, nhiều khi con á, nó dễ toán, nhưng mà bù lại nó giỏi văn thì sao? Em thấy con mình nó dễ tranh chưa? Đẹp lắm luôn á. Con cảm ơn ba. Gia đình này ba là số 1. Con cũng là số 1. Anh á, anh Toàn á, là khen con á, nó dễ giỏi rồi này nọ. Trong khi em á, là em muốn con nó phải vừa giỏi toán mà nó vừa giỏi văn nữa kìa. Anh thấy con mình á, là giỏi môn năng khiếu. Sao thay vì á, em bắt con làm mấy điểm thích á, mình nên phát huy mấy điểm mạnh của con đi. Sau này em không vậy nữa. Với nè, mẹ nhắc cho con một điều nè. Đừng bao giờ đem con mình so sánh với con của người khác. Dễ cho con của mình nó bị tổn thương nè. Con biết con sai rồi, mốt con không vậy nữa. Thôi rồi, con mình là nhất rồi. Bà nội, ba mẹ, nhìn nè con dễ đẹp không? Wow. Ôi, đẹp thiệt nha. Quá đẹp luôn, không có ngờ là con Bim nó dễ đẹp vậy luôn. Dễ thương không? Trời ơi. Kìa, hai cậu bé chơi thả diều với nhau kìa, đúng không? Đó, cậu bé này bận cái... Ủa, sao cậu bé này bận cái quần hồng vậy? Ba giỡn thôi, con gái đúng không? Đó, một chàng trai, một cô gái, dễ thương. Nè, dễ có hai cái bím tóc rõ ràng nè. Con giỡn thôi, trời ơi, con ba dễ đẹp rồi nha. Con ba đúng là số 1 luôn đó. Tuyệt vời. Cuối tuần ba chở Bim đi chơi nha. Yeah, cảm ơn ba. Ừ. Và bây giờ sẽ là những câu hỏi dành cho ba gia đình ở đây nha. Trong tình huống trên, Bim làm bài kiểm tra toán được bao nhiêu điểm? Câu số 2. Lúc học toán, Bim đã vẽ ra những hình gì? Câu số 3. Người mẹ đã nhắc con dâu điều gì khi dạy con trẻ? Câu số 4. Thông điệp được đưa ra ở cuối tiểu phẩm là gì? Thông điệp được đưa ra cuối tiểu phẩm. Và bây giờ xin mời câu trả lời của ba gia đình. Câu số 1 trước nè. Trong tình huống trên, Bim làm bài kiểm tra toán được bao nhiêu điểm? Dạ 8 điểm rưỡi. 8 điểm rưỡi. 8 điểm rưỡi.
8,5, đúng không? Cho coi đáp án. 8,5, chính xác. Lúc học toán, Bim đã vẽ ra những hình gì? Dạ thưa anh là lá cờ và con vịt. Rồi, dạ, bên đây số 1 là lá cờ, số 2 là con vịt. Lá cờ, con vịt. Dạ, số 1 bên lá đây cờ. Cũng lá cờ, con vịt. Dạ. Đúng không? Đáp án lá cờ và con vịt, chính xác. Chà, hai câu đầu là ba nhà này bằng điểm nhau rồi nè. Câu số 3, người mẹ đã nhắc con dâu điều gì khi dạy con trẻ? Đừng ép con học, phải để con phát triển theo năng khiếu. Rồi số 2, đừng so sánh con mình với con người khác. Rồi số 3, dạ đừng so sánh con mình với con người khác. Vậy là chỉ có nhà số 1 là khác so với hai nhà này thôi. Đáp án, đừng bao giờ so sánh con mình với con người khác. Chúc mừng gia đình số 2 và số 3. Tiếp, câu số 4, thông điệp được đưa ra cuối tiểu phẩm là gì? Em thì lại ghi là đừng so sánh con mình với con người khác, ngược câu lại. À, cái đó là em lại cho rằng là thông điệp cuối tiểu phẩm đúng không? Đúng rồi. Dạ, đừng ép trẻ học. Đừng ép trẻ học, như đó thôi hả? Dạ. Rồi bên đây. Dạ là đừng ép trẻ học để trẻ thích học. Đừng ép trẻ học để trẻ thích học. Đáp án, đừng ép trẻ học, hãy để trẻ thích học. Đây mới là đáp án đúng nha. Chúc mừng gia đình số 3. Và ở phần thi vừa rồi, gia đình số 1 nhận được 1.000 điểm, gia đình số 2 nhận được 2.000 điểm, và gia đình số 3 là gia đình mà có nhiều câu trả lời đúng nhất được 3.000 điểm. Chúc mừng các bạn. Như vậy thì Thùy, em sẽ được chọn một số để mở quà tặng ra nha. Dạ, em chọn số 1. Số 1. Chúc bạn may mắn lần sau. Chúng ta xem lại điểm số của cả ba gia đình. Hồng Linh 5.000 điểm, Kim Hường 6.000 điểm và Trường Thùy 6.500 điểm. Như vậy là chúng ta sẽ tạm chia tay với gia đình của Hồng Linh tại đây. Hai nhà còn lại sẽ bước vào vòng đặc biệt, vòng thi mang tên Chìa Khóa Hạnh Phúc. Và hôm nay chúng ta sẽ có một cái cụm từ khóa trung tâm, đó là một câu ca dao thể thơ lục bát 68 á, cho nên nó có tới 14 từ. Câu số 1, kem ở nhà mình có hay luộc trứng không? Dạ có. Có. Mỗi khi luộc trứng xong mình bóc cái vỏ trứng ra, nó có hay bị nát không? Dạ có. Cũng dạ, có cũng đúng có. Không? Dạ. Nếu như mà mình không có phương pháp, vậy thì để trứng luộc xong bóc vỏ ra dễ dàng và nhanh chóng hơn, thì khi luộc trứng chúng ta nên cho giấm, sữa hay là nước cơm vào? Mời Hương. Em cho giấm ạ. Em đã từng làm thử bao giờ chưa biết? Dạ rồi. Làm rồi. Thấy hiệu quả không em? Dạ có. Hiệu quả. Và đáp án này là đáp án chính xác. Cho một lượng giấm thích hợp vào luộc trứng sẽ làm mềm vỏ trứng, giúp vỏ trứng dễ bóc ra. Ngoài ra chúng ta cũng có thể dùng chanh để luộc trứng, vì chanh cũng có thể giúp việc bóc vỏ trứng được dễ dàng hơn. Sữa, nước cơm thì không có công dụng nha. Mở ô chữ. Hai ô chữ được mở ra. Câu số 2, nước rửa chén có công dụng đuổi muỗi là đúng hay sai? Mời em Thùy. Dạ đúng anh. Là đúng, vì sao em nghĩ là đúng? Dạ tại em nghĩ nó có thành phần chanh. Chanh trong đó thì tinh dầu chanh sẽ đuổi muỗi. Đây là đáp án chính xác. Muỗi rất nhạy cảm với mùi hương của nước rửa chén. Mùi hương của nước rửa chén khiến cho chúng vô cùng khó chịu và tránh xa những khu vực đó. Mở ô chữ. Hai ô chữ. Câu số 3, mời hai gia đình cùng xem một đoạn clip sau đây. Ba loại nấm có trong đoạn clip trên là A. Nấm mối, nấm tràm, nấm trâm vàng. B. Nấm mối, nấm tràm, nấm trứng gà. C. Nấm mối, nấm hương, nấm trứng gà. Mời Thùy. Dạ là em chọn đáp án B ạ. Nấm mối, nấm tràm, nấm trứng gà. Dạ. Em biết qua về hết mấy loại nấm này không? Dạ em nhớ sơ sơ thôi. Nhớ sơ sơ thôi. Dạ. Đây là đáp án chính xác. Đúng là nấm mối, nấm tràm và nấm trứng gà nha. Mở ô chữ. Ai bấm chuông gì? Mời Hương. Em bấm chuông vì em muốn đoán cái câu này hả? Dạ. Rồi, em đoán thử xem. Qua đình nghiêng nón trong đình, đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu. Chồng có thể phụ nha. Qua đình
che nón đi luôn. Che nón là đi luôn. Và như vậy là chúng ta chưa đoán được cái câu này đúng không? Anh chỉ tiết lộ là nó sai một từ thôi. Tiếp câu số 4. Tên thì phải gọi hai lần, trông xa tưởng nhiếm, nhìn gần hóa không. Hai câu trên đang nhắc đến loại trái cây nào? Mời Hương. Dạ quả sầu riêng. Chưa đúng. Mời Thùy. Ủa bên đây hả? Dạ. Quả chôm chôm. Chôm chôm chính xác. Chôm chôm nó là một cái từ lấy lặp lại hai lần đó. Nhìn xa tu tủa tưởng ngô nhiếm, nhìn gần quá không. Không phải. Mơ chữ. Rồi mời Hương. Qua đình ngã nón, trong đình đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu. Đó là đáp án chính xác. Nói về cái tình cảm mà mình dành cho cái người bạn đời của mình đó ha. Và bây giờ mình xem lại điểm số của cả hai gia đình. Kim Hường 9.500 điểm và Trường Thùy 9.000 điểm. Trời ơi, xê xích nhau có 500 điểm thôi. Mời gia đình của Hường tiến lên phía trước. Phun một cái. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chiếc cân vàng. Và bây giờ thì mời Quốc nha. Em sẽ lấy những cái sản phẩm của shop để lên đầu cân bên kia. Mời em. Rồi, bây giờ thì mình dừng tay lại nha. Chúc mừng gia đình của Hương và mời hai nhà còn lại lên sân khấu nhận phần thưởng của chương trình. Kết thúc chương trình ngày hôm nay, về ba là gia đình của Linh, giải thưởng trị giá 5 triệu đồng. Về nhì, gia đình của Trường Thùy, giải thưởng 9 triệu đồng. Và về nhất, gia đình của Kim Hường, giải thưởng 9 triệu 500 ngàn đồng. Cảm ơn cả ba gia đình đã đến tham gia ngày hôm nay nha. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình Vợ Tôi Là Số 1 cũng xin được phép kết thúc. Cảm ơn nhà hàng shop đã đồng hành cùng với chúng tôi. Hẹn gặp bà con cô bác vào tuần sau. Chương trình phát sóng lúc 20:30 chủ nhật trên kênh truyền Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau lúc 16:00 trên kênh truyền Vĩnh Long 2. Đại nghĩa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.